Hello, anh thưa xin chào tất cả mọi người nha. Đây, bên cạnh cái lưới nhện này, mọi người có thể thấy này, lưới nhện này. Đó. Hơi khó lấy nét nha mọi người. Nhện, con nhện này. Đó. Thì có một cái chiếc giường của chú Phi Nhung rất là dễ thương. Đó. Đây. Chiếc đuôi dài. Đó. Này có một chiếc giường khác rồi nha mọi người. Đây. Ôi trời 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 trời. Nó sẽ như thế này nè mọi người. Đây. Quay đúng cái góc này cho mọi người thấy nha. Rồi. Chúng thể xuống luôn rồi. Đang ngủ tự nhiên té giường vậy trời. Nào. Đâu. Chuyển thôi, đi chuyển thôi, đó. Đi chuyển về chiếc giường mới này. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và gặp lại.